hạt nêm chiên su ngọt thanh mới, gấp 5 lần xương hầm cô đặc. Ủa anh, sao tao sáng tách hai đứa mình ra vậy? Vậy? Sao sáng tách hai đứa mình ra vậy? Quá đau đớn. Không có anh em như chim lạc bầy. Giờ anh nói thiệt với em nha, cái món củ, món mọc của anh nó ngon nhất nách, mà mỗi lần anh cắn một cái là anh nhớ anh em. Ước gì có Lâm ở đây ăn cùng với lại Tướng. Em là em ăn bún ngang. Mỗi lần em ăn cắn miếng ngang là em thấy cái sự ngang ngạnh của anh. Ôi kỳ vậy, em là ngang ngạnh á. Em thấy được cái sự ngang ngạnh của anh trong tô bún. Không, em phải nuốt ngang ngạnh của mình vô. Vậy đó hả? Nhưng anh em của mình đâu rồi? Không biết, không biết giờ ăn có được ngon như mình không? Mày ngon không, ngon không? Nhức nách đúng không? Em thấy cũng được. Ủa, của anh nhức nách. Nhức nách hả? Nhức nách. Tại vì em là em không có hợp khẩu vị ngoài đây. À vậy hả? Em là em thích ngọt ngọt đồ này nọ đó. Mặn mặn đậm đà đúng không? Đúng rồi. Còn bà con ở đây là niêm như không bỏ đường đúng không? Không bỏ đường em đúng. Ơi. Đúng, em là em cảm thấy là không có hợp vị của mình. Ừ. Em muốn xin đường em bỏ vô. À. Mà em thấy bị kỳ. Đúng rồi. Ừ. Mà cái quán đó thì chắc chắn là nổi tiếng 40 năm lận. Mà 40 năm không ngon thì làm sao có khách? Làm sao mà tồn tại đúng không? Cho nên em nghĩ là em không hợp khẩu vị thôi. Nhưng mà họ nấu ngon. Ừ. Đây là anh nói cho em nghe là ngoài Bắc á là người ta lấy cái ngọt, người ta làm rất nhạt để mình ăn vô á là mình thấy được cái thịt, cái cá nó ngọt thịt như thế nào, em hiểu không? Cảm giác như thế nào thì mới biết được cái đó là rất tươi cho nên nó mới ngọt như vậy. Anh là Tây Bắc đúng không? Đúng rồi. Hay quá. Có bát nhẹ đó. Dạ. Vậy bây giờ tiếp theo là hành trình đi đâu vậy? Hàm Cá Mập. Em cũng vậy đó. Chết vậy chúng ta cùng đi đi. Đi đi. Đi. Đi được chưa? Không cần phải xuống xe đúng không? Như vậy là quá hay rồi. Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui cả ngày tháng. Đó sẽ cứ ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy. Tóc em xanh vì em, mắt anh xanh vì em. Chuông bướm vì yêu. Tuấn à. Lắm à. Em Tuấn à nè. Dạ. Biết em yêu anh nhiều, đôi khi anh hay lạc lối. Hôm nay vui hả? Ê, hôm nay mình cũng cái màu cũng nhã nhặn đúng không? Có, em lấy cái quà cho anh đó. Dễ thương lắm, lắm em cho. Em thấy hình như có cái dòng của... Dòng kiếm cô. Đúng rồi. Sợ quá. Đây là mình vô trong dòng đó đi. Mình vô đó, rồi dòng xoáy tình yêu thì sao? Đi vô nè. Con chào cô. Dạ. Cô có thể vô bác cô. Anh được cái là bà mấy cô. Dạ, dạ. Vui không cô? Dạ con được cái là mấy cô ngồi đây không ai biết em. Ô trời ơi, cô nhớ coi hai ngày một đêm nha cô. Tụi con đang quay ngoài đây để giới thiệu Hà Nội với mọi người. Dạ. Dạ. Dạ con cảm ơn cô nhiều. Con chào cô nha. Dạ. Biết em yêu anh nhiều đôi khi. Ủa sao mấy người kia đi đâu ta? Sao có hai đứa mình vậy? Hai đứa mình anh ơi, có khi nào chương trình ngày nay chứ hai đứa ta phải không? Thì hai tại... người kia bị cắt hả? Đúng rồi, tại vì chương trình thấy hai đứa mình quá là vui. Đúng rồi. Cho nên thấy những người kia không có còn giá trị nữa. Cho nên chương trình đã cắt hết tất cả mọi người rồi. Và chúng ta chứ hai chúng ta mà thôi. Hai chúng ta là quá đủ rồi. Đúng. Đây là chương trình hai ngày một đêm tự do, tự lo. Yeah. Kiều Minh Tuấn nha. Yeah. Bảo Lâm. Cảm ơn và xin chào quý vị khán giả. Yeah. Ba là cây nến vàng. Mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Ôi! Ủa? Tại sao đi quay chương trình mặc đồ ngủ? Đồ fashionista mà. Còn chưa ủi nữa. Đồ ngủ mà còn chưa ủi nữa mọi người. Còn mấy cái sập không có. Em mới đi làm việc cực khổ lắm. Thôi.
đồ thì tôi rõ ràng mới mua ở Hà Nội luôn nè. Đó hôm qua luôn nè. Hồi nào? Đó hôm qua. Sao á? Hồi chiều hôm qua đúng không? Em ơi, bộ này là 180 ngàn đúng không? Cái gì? Đừng có 100 ngàn hả? Anh kỳ quá, 120. Có 100 ngàn à? 120. 100 ngàn rồi bắt người ta ship cắm tóc tới khách sạn nữa. Ê mà sao chưa ủi? Ủi? Không ủi đi. Em ủi rồi, nó không thẳng thôi. Bộ này chưa ủi bao giờ. Không biết, bộ này mới. Lâu quá. Có cài, không? Cài vô đâu? Cài cho mấy em đi. Nó bị ấy. Rồi còn đường phấn còn đồ. Mới mai cho em hỏa tóc. Còn phấn còn đồ này không ủi nữa. Hỏa tóc mai mới mai. Ca sĩ nhiều tiền thế mà lại mua một bộ quần áo không ủi không cái là gì? Đi. Em có nhiều tiền đâu? Là đi. Em có nhiều tiền đâu? Em là làm gì vì đam mê anh sao anh Giang? Ủa, em ba anh em mình ra đây anh là ai ra sớm nhất? Anh đặt sớm nhất xong tới Lâm à. Lâm tới anh Vàng. Lâm rồi ạ? Không, anh nói ăn món ăn á. Ê, 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 nhìn tôi thấy chiếc xe không? Nãy giờ quên đi. Cái xe Hà Nội gì đó ha. Xe 2 tầng luôn. Xe buýt 2 tầng đó. Hà Nội City Tour á. Nấu ăn gì đó. Tại sao giờ nãy còn đậu đây? Là nó chở mình đi chứ đâu. Đúng vậy. Trời ơi, anh con mắt tinh tế quan sát. Chiếc đó sẽ chở mình đi. Tí nữa nó bỏ chạy đi rồi khỏi. Chắc chắn là chở mình đi rồi. Chi à? Bảo đảm luôn. Anh em mình cười lớn nhất. Ừ. Đúng không các anh em quay phim? Lắc đầu. Không phải rồi. Chưa tới giờ ta đi tour. Không. Đó đó, tin tôi đi. Đó là xe của mình đó. Em mình á. Và kết quả là. Ủa, nãy nó mình đòi tour là mình đi xe. Mình đi xe không? Mình đi xe. Xe không biết trời mà. Có lộn không? Xe này hả? Rồi. Vậy mà anh cứ tưởng là mình được đi chiếc xe Hà Nội City Tour kia kìa. Đấy, em cứ nghĩ là được đi chiếc xe ở ngoài trời kìa. Mình xích tích giùm em cái. Xe 2 tầng đó đó. Hạt nêm chiên su ngọt thanh mới, gấp 5 lần xương hầm cô đặc. Coi như em chưa tới nha, coi như em chưa tới nha. Coi như em chưa vô nha. Wow, ekip đây rồi, đây ekip đây rồi. giờ diễn xuất thôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy mọi người? Ok, chúng tôi đã thấy trong tầm mắt của mình là một anh Huy áo hồng. Ôi. Trời ơi Hiếu kìa. Trời ơi. Sao vậy người nè? Hiếu quái. Suffering's a way to earn your khổ quá, em không được ăn uống gì hết. Ủa vậy? Trời ơi. Ủa mọi người có được ăn không? Vô bắt em rửa chén. Bắt em rửa chén, rửa thau, đâu có cho em ăn gì đâu. Ăn gì đâu? Đâu có được ăn đâu. Tại sao? Khổ quá. Món gì? Món gì? Bún riêu cua à? Bún riêu cua à? Bún riêu cua thiệt á. Bún riêu cua. Em ăn bún gì? Em ăn bún chả nha. Bún chả kìa. Bún chả kìa. Thấy chưa? Thấy chưa? Ủa sao? Anh với Tấn ngồi bàn, anh nói là đừng để em làm bún chả nha. Bởi vì nếu mà thực sự trong ngày hôm nay mà bắt nấu á, là bún chả là chết em luôn á. Thiệt á hả? Là ủa ăn món gì nấu món đó hả? Thiệt hả? Chọn nè. Hả? Mình đang chết rồi. Khoa chọn ngon ha. Đủ bộ đồ nổi thương nè. Bị thương đủ hết á. Gì anh lòi gì ra vậy? Lòi gì ra vậy? Anh càng lớn, anh ăn mặc càng gọi là... Không sao vậy? Không ủi quần áo luôn. Đúng anh rồi. Tới vô ngày. Từ cái lúc mà em tấu hề cho anh bắt chước tấu hề đó à. Chết rồi chưa Lâm? Anh ra trẻ rồi, anh hề ngoại hình quá. Em hề 40 tuổi rồi. Rồi, đang ở thủ đô. Đồ là mình vẫn cãi nhau như thế này trong suốt hành trình hả? Như tôi thấy bạn mới trang bị thêm nhiều cái phụ kiện mới nha. Dạ tối em đi anh chợ em thấy thương quá mua cho anh em. Mắc lắm nha. Mắc lắm đó nha. Bao nhiêu một cái anh? Gì? Bao nhiêu một cái? 7 triệu 6 một cái. Trời ơi, 20 ngàn ở đây. Triệu 2 thôi. Triệu 2 một cái. Triệu 2 một chút nha. Để 70 ngàn ở đây. Trả đây. Trò chơi tiếp theo của chúng ta thì không cần phụ kiện. Không cần phụ kiện. Ủa kỳ vậy? Em ơi. Không cần phụ kiện. Đấy, cái kính nhìn nước sơn nó sang lắm anh ạ. Ghét ghê. Không có phụ kiện hả chán vậy? Say. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ chơi đá gà tập thể. Chắc gì rít quá. Tại cái chân này bị chấn thương á. Hết rồi anh ơi. Hết rồi, hết rồi. Rồi, bây giờ tôi muốn hai đội thể hiện khí chí một chút trước khi bắt đầu đi ạ. Chúng ta là
mình chơi cái cú gọi là lũ quỷ ở tận núi cao, ở tận núi cao như anh em một nhà. Hát gì mà tùm lum mà sai lời nữa, ca sĩ kỳ vậy. Đúng rồi, mình chỉ hát đâu rồi. Cứ nhắm một người thôi, bên đó này cứ nhắm một là biết, hai là Khoa. Mẹ này nó yếu lắm, nó xui lắm. Mặt Khoa thì ok hơn. Khoa nói chuyện với Khoa. Khoa nói chuyện với Khoa. Qua đây nói chuyện tí. Đâu thử coi chuyện phải lên coi. Chuyện này làm khác nha. Ôi An ơi, trời ơi em có nghề lắm. Không phải phải, để vậy nè, để vậy nè. Ủa em có nghề mà. Khoa tập gym mà, gym cardio mà. Chết cha, Khoa không được rồi, Khoa mạnh nha. Khoa mạnh nha. Quy đi, quy đi. Thằng phân tích đối thủ á. Rồi co lên một tay vịn ha. Chơi chưa ạ? Ok. Lần này có thể hiện gì không? Đó, đưa chân lên. 2, 3. Đâu, mình phải dậy nè. Đúng rồi. 2, 3. Gà mà không gáy là con gà con. Gà mà không gáy là con gà gà. Đi đâu thằng sông sơn, có con gà, có con gà. Đâu là sông sơn, có con gà, có con gà. Thấy chúng tôi là đổi con gà. Đâu. Dịch. Đội với con gà. Đội trưởng em muốn đặt tên là Jennifer. Đừng. Ủa nó xui lắm à. Xui lắm. Thôi kia rồi, đợi đợi con gà rồi, mình đặt tên đội là Tũng đi. Thôi qua đây được. Rồi. Mình gà gạo này xôi đi. Xôi gà xôi thịt đi. Rồi, xôi. Xôi. Đội này là đội xôi. Đội kia là đội gà. Xôi lên nào. Xôi. Rồi, hai đội. Đắp mặt nhau đi. Đắp mặt ra. Vô vô nè. Chưa, chuẩn bị đi em. Chết rồi. Ủa là phao luôn hả? Kính này vướng quá. Rồi chơi cục. Xong rồi. Vướng kính lắm. Vướng kính lắm. Trời ơi. Ủa một cái, đứt dây chằng. Rớt thì nó có gãy mà nó cắn vô con mắt á, nó ghim vô con mắt á. Trời động anh nè. Cái gì vậy? Tắt quần quá anh. Ủa chừng hết hết keo hết đau rồi hay gì? Gồng hả? Đừng gồng. Hả? Đỡ rồi. Quá trời lắm đó nha, anh đang thông báo với mọi người, thông báo với em Nam nha. Anh mới mổ ruột thừa, đừng có đụng chạm gì đến anh đó. Thông báo với em Nam nha. Anh mới giãn dây chằng trái nha. Ở tập trước em bị đau đầu gối nha. Anh bị rớt dai nữa, nói luôn. Rớt dai nữa. Em bị rớt dai nữa nha. Ôi em có bị bệnh gì đâu, em mới bị ông đốt. Mới bị ông đốt. Anh ơi nói gì sao ta thương. Em bị ông đốt thật mà. Rồi hai đội chuẩn bị. 3. Ủa vậy mà. Vậy mà. Ủa là thế này hả? Ủa. Rồi 3, 2, 1, bắt đầu. Sao không ai tiến trước vậy? Quá trời. Cầm lấy đàng hoàng phải cầm. Quý chơi không? Anh cho nắm giùm em. Không có. Công nghệ ta. Anh cho nắm giùm em. Anh cho nắm giùm em rồi. Không có. Đúng rồi Hiếu ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Hiếu chạm trước. Hiếu chạm trước. Ủa ai cuối cùng? Em. Ai đầu tiên? Em. Ai phóng em? Ai này?